Hello, em chào các bác anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Trong video này thì Minh gửi tới quý vị và các bác anh em một chiếc ly đến từ thương hiệu Ma Răng. Thương hiệu này quá nổi tiếng rồi, chơi audio gần như là ai cũng biết cái thương hiệu này. Ma Răng có mã model là 4415. Dòng âm ly này là đánh 8 con sò sắt nhỏ, dòng xuất âm tổ, tiếng rất là hay, mượt tiếng. Điện 120V, công suất là 230W. Trị và ghép tốt với nhiều các dòng loa Nhật, loa Mỹ và loa xuất Mỹ, các dòng loa cổ. Tiếng rất là mượt, đánh hai cầu loa AB. Cũng có đầy đủ các chức năng là chỉnh bát chép, lao nét, rồi hỗ trợ cọc kết nối. Con này thì radio 108 nha anh em. Máy rất là đẹp ạ. Mới về trong chiều hôm qua. Đó. Mặt phay nhôm. Ra đời vào những năm thập niên 7X. Con này rơi vào khoảng năm 75. Vừa rồi là em mình đã phải dùng tay để che cái này, khi mà quay thì nó mới rõ anh em nhé. Nó đèn nó rất là sáng nhưng mà do cái đèn chiếu vào nó ngược phản sáng nên nó không có lộ được cái đèn này. Cái mục đích để chiếu phản sáng này anh em thấy được cái độ mới, độ đẹp, những cái độ hằn ở trên cái mặt phay nhôm như thế này để xem có xước hay không. Con này thì tổng quát còn rất là đẹp so với tuổi đời. Máy nghiêm chỉnh, còn đẹp, hoàn hảo. Phối ghép tốt với nhiều các dòng loa như mình đã nói. Mình sẽ quay ra phía sau để cho các bác anh em ở xa được xem rõ nha. Đây là các cái cổng hỗ trợ kết nối. Đây là các cái cầu ghép loa. Tức là con này sẽ cho chúng ta đánh được hai đôi này. Một đôi. Đó, tức là hai đôi chính ở đây và hai đôi phụ ở dưới này. Con này nó là Ma Răng 4415. Điện 120V và 230W như mình đã giới thiệu. Cái mã model của nó là 4245, xin lỗi, đây là cái series. Con này nó là hàng làm theo cái công nghệ bản quyền của USA và sản xuất tại Japan. Để quay luôn tiện thể. Con này thì hàng mình cũng chưa có vệ sinh đâu. Nãy là mở ra chụp hình cho anh em xem đó. Chưa có vệ sinh bụi anh em nhé. Con này là hàng cổ xuất âm tụ nên là tiếng của nó rất là mềm mại, chất âm hoài cổ, nghe nhạc vào rất là hay. Đây là hai cái bo công suất, một cái tụ lọc. Đây là mỗi bên là đánh sẽ đánh 8 con, mỗi bên là 4 con. Đó. Nguyên bụi thì anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ vệ sinh cho anh em, còn không thì để như này, các bác về tự vệ sinh. Nhiều bác là thích tự vệ sinh hơn. Rồi bên này cũng 4 con. Mỗi bên 4 con, tổng 8 con sò sắt. Rồi các bác anh em nào có nhu cầu thì chơi con 4415 này thì liên hệ cho em mình nhá. Báo giá công khai cho anh em là 5.800.000 đồng. 5.800.000 đồng cho Ma Răng 4415. Tiếng hay, thương hiệu tốt và giá cũng rất là hợp lý.